Xin chào anh em, tiếp tục chào mừng anh em tới với kênh YouTube bên Kim Bảo Audio. Em là Trần Trung, chuyên chia sẻ về các thiết bị âm thanh. Hôm nay tiếp tục chia sẻ cho anh em, giới thiệu cho anh em một cái mẫu van hàng mới của Tamashi Pro. Mẫu là FX25, bản này là bản V2 nha anh em. Bản V2 thì anh em xem cái giao diện mặt trước trông rất là đẹp nè. Nhạc vào sẽ nháy đèn và những cái volume khi mà điều chỉnh thì nó sẽ có hiển thị ở đây nè. Đó. Thì em giới thiệu sơ mặt sau trước. Mặt sau sẽ có các cổng đầu vào như là AUX1, AUX2 hoặc là Bluetooth. Đây anten, đây anten này dính liền nha anh em chứ không phải lắp sẵn đâu. Không phải là bắt vào đâu, dính liền luôn. Đó, cho anh em đỡ quên một cái cổng optical để anh em kết nối nhạc từ TV đầu vào, hoặc là cái cổng mic in thì anh em hãy cắm mic trước hoặc là cắm mic trước đây, hoặc là cắm mic sau, hai cái mic trước và một cái mic sau. Đây điều chỉnh là SRSL nha. Đây là RLL. Đây trừ khi mà anh em sử dụng cái cổng này nè, anh em sử dụng cái cổng ngay ngón tay em luôn nè, cổng bông sen này nè, thì anh em mới chỉnh hai cái volume này. Còn anh em không chỉnh cái này, không cắm cọng dây này thì anh em không chỉnh này đâu, chỉnh nó cũng được. Chỉnh thì đó thì anh em chỉnh thì cũng đâu có tác dụng đâu, anh em đừng có quan tâm quá nhiều. Nếu như mà anh em sử dụng karaoke gia đình thì anh em chỉ cần ao hai cọng này giúp em thôi nha, ai hai cọng này giúp em thôi là được. Ngoài ra nếu như anh em có súp điện thì hoặc là súp hơi thì bắt buộc phải có thêm cục đẩy nữa, hoặc là súp điện thôi thì anh em chỉ cần cắm một cái dây này và ra hai đầu bông sen để xuống súp điện, hoặc anh em muốn đi dây bông sen vẫn được. Đây dây bông sen đây thì cắm cổng bass out nè, bass là súp nè nha, bass là súp đó. Thì khi cắm ở đây thì anh em sẽ điều chỉnh ở đây là refresh này nè, là điều chỉnh tần số. Anh em muốn cắt tần số thì tùy theo anh em muốn cắt bao nhiêu, không gian gia đình của anh em nữa, và bài nhạc ở đây và súp anh em nữa thì anh em cứ cân chỉnh cho nó phù hợp. Còn bên này là âm lượng bass voice, có chữ VOL là âm lượng nha, anh em đừng để ở đây, có chữ VOL là âm lượng. Đây giống bên phải nè, VOL là âm lượng nè, voice là âm lượng đó. Thì reset là âm lượng đầu vào, anh em hãy bằng cái này lớn lên thì mới có âm lượng đầu vào nha, bằng nhỏ lại thì sẽ không có âm lượng đầu vào. Anh em để ở đâu cũng vậy thôi, có chữ VOL là âm lượng đó, anh em để cái đó. Hai cộng này, hai cộng ao em nói rồi nè, và cộng súp em nói rồi nè, nguồn điện vào nè. Và đi tới mặt trước cho anh em luôn. Mặt trước cho anh em thì sẽ có logo Tamashi Pro đây, và nút nguồn nằm ngang ha, nút nguồn nằm ngang đây, em đang bật lên nè, tắt thì cũng bật của bên phải. Ở phía trước cái này là phần chỉnh EFF tool, là phần điều chỉnh effect cho anh em, là EFF tool là phần điều chỉnh bass, mid, treble cho effect. EFF là effect nha anh em, EFF là effect. Rồi, bên này là phần echo và delay, repeat. Đó, echo sẽ có delay và repeat cho anh em. Còn reverb, đây, reverb chỗ này anh em thấy là anh em thấy cái hai cái chữ này nó hơi lạ đúng không? Thì đa pin với lại chữ gì đấy em không rõ tiếng Anh lắm, anh em thông cảm nha. Nhưng về cơ bản, một nút bên phải anh em đây, nút bên phải anh em là nút này, là nút âm lượng, reverb time và reverb voice. Đó, nói chung là như vậy thôi. Hai cái nút reverb, một cái là điều chỉnh độ dài xa của reverb, và một cái điều chỉnh âm lượng của reverb. Cơ bản là như vậy, anh em đa phần công van nào cũng vậy thôi, đúng không? Đó. Và phần bên này là phần center. Center là mid gain, còn nằm trong mid gain nè. Đó. Anh em muốn tiếng mic nó sáng hơn, nó khỏe hơn, nó bay hơn thì anh em tăng cái này lên, nó to hơn á, và tăng cái center này lên. Nhưng mà anh em đừng có lạm dụng nó thì nó dễ gây hú rít nha. Phần mic thì sẽ có là mic gain là mic 1. Ở đây sẽ có mic 2, mic 3. Đó, mic 3 là ở đây nè anh em. Mic 3 đây và mic 2 ở đây. Đó. Mic 2 sạc 3 nè. Điều chỉnh âm lượng đầu vào. Nếu như anh em cắm mic vào đây thì anh em tăng này lên thì mic đầu vào nó sẽ lớn hơn nha. Đó. Phần bên này là phần điều chỉnh mic tông, thì nó sẽ có bass mic chép luôn. Và bên này là phần music là nhạc, bass mic chép. Anh em muốn nghe tiếng nhạc bén hơn thì anh em tăng cái chép lên, muốn nghe tiếng bass nó dày hơn, nó chắc hơn thì em tăng cái bass lên, đúng không? Đó. Phần này là nút effect tổng nè, EFF là effect tổng. Anh em mua hàng sẽ có một tua vít cho anh em nè, tua vít cho anh em, và một cái remote điều chỉnh nha. Đó. Này là nó sẽ có một cái nút điều chỉnh bằng effect, anh em muốn tăng nhiều effect thì em tăng lên. Như em nè, em đang để effect là 46 nè, thì anh em tăng này lên, hạ nó xuống thì nó sẽ giảm xuống nha. Đây, hạ nó xuống nè, hạ nó xuống thì giảm nó xuống, đây để ý màn hình nào. Đó, thường để tầm 40 hoặc là 4 mấy cho nó nhiều effect một tí nha. Cái này tùy theo anh em ca hát, một chỗ này muốn effect nhiều thì anh em tăng nó lên, muốn effect nhiều thì anh em tăng nó lên. Đó. Echo em đang tắt, thì vào em đang để 49, muốn tắt thì vào thì anh em hạ nó xuống. Đó. Thì con này nó sẽ có 4 nút lớn cho anh em, một nút là điều chỉnh mid, một nút đây mic nè, anh em tăng mic lên nè, anh em thấy không? Một nút này là điều chỉnh mic, nút này là điều chỉnh, nút bên phải anh em là điều chỉnh nhạc,
nút này điều chỉnh echo, một nút này điều chỉnh reverb. Con này nó bấu nút riêng thì nó sẽ có nhạc music echo reverb rồi cho anh em nha. Đó, anh em muốn echo reverb rồi thì đây con này echo reverb rồi nha. Echo reverb rồi rất là tiện, anh em muốn tăng giảm gì thì anh em tăng giảm. Ví dụ riêng em thì em sẽ thích hát reverb nhiều hơn echo echo, còn một số anh em thể hát thích hát echo nhiều hơn. Đó, này rất là tiện cho anh em muốn hát cương chỉnh cho nó dễ, đúng không? Rồi, phần ở đây sẽ có là con mắt này để nhận diện remote này nha. Còn điều chỉnh cổng đầu vào là giữ mode này. Anh em muốn chỉnh cổng đầu vào, anh em để cái màn hình nhỏ nhỏ đây nè. Đây là AUX1, em đang để là AUX1. Anh em muốn chuyển thì anh em bấm giúp em. Đó, chuyển qua thì nó không có nhạc. AUX2 nè. Chuyển cái nữa là sẽ qua là Bluetooth nè. Chuyển cái nữa nó sẽ qua USB nè, có cổng USB cho anh em. Chuyển cái nữa sẽ qua Optical nè. Chuyển cái nữa sẽ qua AUX1, em đang cắm dây đó. Là có tiếng nhạc du dương cho anh em nhẹ 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 đó. Rồi, chống hú thì anh em để cái màn hình bên trái anh em nè. Chống hú FPS on nè. Nha, em nhả vào mất chống hú nè, không anh em bấm vào. Đó, mua về karaoke gia đình thì trước tiên em nói rất là nhiều anh em cứ nhả chống hú ra đi ha, cứ nhả chống hú ra đi. Rồi, nếu như bị hú đít thì anh em nhấn nó vào xong cái cơn chỉnh sau, đúng không, nhả ra đi. Đó. Rồi, đây là bốn cái nút điều chỉnh, ba cái nút điều chỉnh để USB, anh em không sử dụng USB thì thôi. Đó, qua bài, dừng bài, trở lại bài trước. Đó. Rồi cục con vang thì cơ bản là như vậy, em giới thiệu sơ cho anh em cần chi tiết hơn á thì có thể alo cho bên em, số điện thoại ghi trên màn hình nha, bên em sẽ hỗ trợ chi tiết hơn. Tại vì giới thiệu mà chi tiết quá thì video nó dài lắm anh em, 6 phút rồi. Giờ sẽ test thử tiếng nhạc cho anh em nha. Đây, em test thử tiếng nhạc cho anh em nè. Anh em đeo nhạc thì đeo tai nghe ha. Nhạc em đi vào AUX từ cái TV xuống con vang này và ra xuống cục đẩy. Đẩy đây và ra loa luôn nha. Anh em nghe thử. Em nghe được tiếng nhạc rồi thì em sẽ test thử tiếng mic cho anh em nha. Nghe tiếng mic khô trước nè, em tăng cái mic lên, một cái mic lên. Mic thì em cắm mặt sau thôi nè. Lực 1 2 5 6 7. Lực không gian của em nó hơi gần thì chắc chắn sẽ bị thiếu hú rít rồi. Không gian của em nó hơi nhỏ thì anh em muốn đỡ hú rít hơn thì anh thể giảm cái chép xuống, giảm cái chép của nhạc xuống mic xuống nè, giảm chép xuống một xíu thì nó sẽ đỡ hú rít hơn nha. Nói chung giảm xuống một tiếng mic không có bay được, không có sáng nữa. Anh em thì đang nghe được tiếng mic khô của nó con này. Em sẽ tăng thử cái con Electro mic lên. Electro mic lên. Đây, em đang 50% nè anh em, 40 mấy số nhỏ nhỏ hay là quan tâm ha, này 40 nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo cho con này cũng khá là ngọt nha anh em. Em vừa nhận hàng và test cho em luôn á thì em vừa review cho em, vừa cảm nhận và vừa đánh giá cho em luôn. Cái con nào nó như thế nào thì em sẽ nói, tại vì con này là hàng chính hãng và em bảo hành cho em tận 2 năm nên là em yên tâm mà sử dụng thôi. Echo không một lúc thấy rất là hay rồi, em chưa tăng reverb cho nên em chưa tăng reverb luôn á. Em giảm reverb xuống nè, em tăng echo lên rồi em tăng hết, em giảm echo xuống tăng cái reverb lên. Em giảm tầm 50%. Hey so có lẽ là em nghe hơi chói đúng không? Có lẽ là anh em nghe hơi chói đúng không? Tại tiếng reverb nó kéo xì ra mà tiếng đuôi nó hơi bị chói nha anh em. Reverb nào cũng vậy thôi. À, nó nghe nó hơi bị chói. 39 cũng như 40 nha anh em. Anh em được các bạn 1 2 số như vậy. Rồi, hello. 1 2 2 6 7. 2 2 6 2. Đó, tiếng reverb nó khá là bay. Em sẽ tăng một lần hai cái luôn nha anh em. Hello. 1 2 3. Hello. 1 2 5 6 7. Anh em không nghe cho đúng không? Tăng cho nhiều lên. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, hơi biết em giảm cái đi vào xuống xíu. 1 2 3 4 5 6 7. 1 1 1 2
5 sơ 7. À, tiếng con này cũng khá là ok, khá là chất lượng, hàng chính hãng nên em thoải mái. Nhanh thêm tăng xíu lên nghe cho nó dễ. Thì tầm 20 em nói cho anh em dễ nghe. Android device đầy đủ, hàng chính hãng, bảo hành tận 2 năm. Đầy đủ cổng vào như là Bluetooth, cổng quang hay là USB rất là nhiều. Cổng đầu ra thì sẽ có hai hết, chỉ có hai cổng thôi, không có cổng Kenter cho anh em. Chỉ có cổng bát thôi, nhưng mà xài gia đình thì em nghĩ anh em không cần cổng Kenter đâu. Rồi, một cái con van hàng chính hãng thương hiệu là Tamashi Pro FX25 V2. Thực chất đây sẽ không ghi chữ V2 anh em, V2 á, nhưng mà không ghi, nhưng thực chất con này là con V2 rồi. Anh em nhìn cái giao diện một chút là biết, xong cái khác sơ và cũ. Giá hiện tại đầu khoảng 2 triệu cho anh em cần tham khảo giá 2 triệu đồng. Em có bao ship và kèm dây kết nối cho anh em, nên yên tâm mà sử dụng. Sử dụng suốt âm ly thì em sẽ kèm cùng cặp dây Canon bông sen, còn suốt cột đẩy em sẽ đưa cặp dây Canon. Anh em cần tham khảo con này thì cứ alo bên em hoặc là nhắn bên em, số điện thoại ghi trên màn hình 0979 778 678. Anh em gần Hồ Chí Minh thì có thể ghé địa chỉ bên em tới nơi và trải nghiệm trực tiếp con này. Ok thì lượm về. Địa chỉ 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn anh em đang xem thì thấy video này hay, có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.